Ok, một phần động lực để mình có thể tiếp tục làm video đó chính là những lời động lực, những lời khuyên, những lời gọi chúc mừng và những hình ảnh viết ạp phản ảnh các bạn gửi đến cho mình. Thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình cái động lực có thể tiếp tục ra video như thế này. Thì lần này thì phản ảnh lần này chỉ có 3 tấm thôi. Cái tấm này là 15.000 subscribe thì cái tương lai nó cũng khá là xa bởi vì mình chỉ mới 12.000 subscribe thôi. Đây, và vào phần video đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà tạo cái game yêu thích, nó làm đẹp cái trang cá nhân của mình thôi. Thì các bạn nào mà thích màu mè quá lá hẹ như mình thì có thể xem cái video này, và các bạn không nhất thiết các bạn phải làm giống mình, bởi vì ai thích đẹp thì làm theo thôi. Thì đây là một số cái hình mà đại diện game yêu thích của các bạn, mình cho các bạn xem đấy. Và lưu ý là các bạn nên tạo cái ad phụ để mà có thể tạo những cái hình game như thế này, bởi vì Roblox nó rất là gắt ở cái chỗ mà những cái hình mà có thể là không bậy bạ nhưng mà nó cho rằng bậy bạ là cái nick của bạn sẽ có thể là bị ban hoặc là bị xóa tùy theo cái mức độ trầm trọng của nó. Thì đây là cái game yêu thích của mình. Ý nghĩa của mấy cái hình này á chính là cái avatar channel YouTube của mình từ lúc mà mình mới tạo cho đến hiện thời điểm hiện tại luôn. Sao mail nó báo nhiều thế nhở? Đấy, thì hôm qua là mình có up cái hình này lên và nó có báo kiểu như là nó nhắc nhở với mình á, là cẩn thận trong việc sử dụng hình ảnh, không là có thể là cái nick có thể mình bay luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào, không làm mất thời gian nữa. Thì các bạn trước mắt các bạn tạo cái hợp phụ xong vào develop, sau đó chọn tạo một cái game như thế này, click vào đây và chọn đại một cái, vì chủ yếu là cái icon ngoài thôi cho nên là cái thể loại game các bạn có thể chọn đại một cái không sao, quan trọng là tạo ra một cái game để các bạn có thể chèn hình vào. Ok, mình hồi nãy mình tạo quá nhiều luôn á, và click vào cái bánh răng. Xong sau đó ở cái hàng này nó chính là đổi cái tên game, còn hàng thứ hai là nó sẽ đổi tên cái miếng game, cái mảnh game. Ok, và các bạn sẽ tiếp vào phần game icon, cái hàng thứ hai. Xong sau đó chọn tệp ở góc này. Lưu ý là cái hình, cái kích thước là các bạn nên chọn những cái hình có kích thước ô vuông nha. Hình chữ nhật thì mình nghĩ là nếu mà chữ nhật thì phải đồng bộ chữ nhật luôn, nhưng mà ô vuông nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ vừa vặn với cái icon của game hơn. Thì mình sẽ chọn cái hình này. Và lưu ý các bạn nên chọn những cái tấm hình kiểu như là lành mạnh xíu nha, và chọn upload hình lên và upload now. Đấy, đợi cho nó lên. Thì cái khoảng thời gian mà nó có thể hiển thị hình nó khá là có tùy theo độ lâu mao của cái tấm hình nữa. Mình không chắc là cái hình này nó có thể là nhanh được. Và xong khi mà các bạn sale xong rồi, đổi tên xong các kiểu con đà điểu rồi ấy, là các bạn tích click vào cái ngôi sao ở đây nè. Đây, để mình zoom lên. Click vào ngôi sao ở đây là nó sẽ đánh dấu yêu thích. Và mình sẽ vào trang profile của mình nha. Ok, đi xuống, mình kéo xuống. Nè, đó. Thì cái hình nó sẽ hiển thị, một lát nó sẽ hiển thị ở đây. Thấy không? Tùy theo các bạn cách đặt tên thôi. Cái này để coi, hình như là ở đây là ba cái, 1 2 3. Thì mình nghĩ là các bạn nên tạo khoảng 6 cái game. 6 cái game, 6 6 cái game mà 6 tấm hình để nó có thể nguyên một hàng ngang như thế này, để mình vào cái trang profile của mình nha. Mây Phương. Lưu ý nha, nhớ là tạo ạc phụ nha. Nếu có lỗi gì thì cái hình nó cũng, cái ạc nó có mất thì cũng mất ạc phụ, không có mất ạc chính. Thì mấy cái này nè, mấy cái game yêu, mình đánh dấu yêu thích đó là mình đều dùng ạc phụ hết, cho nên là có vấn đề gì nó cũng không sao. Đấy. Để mình trở lại cái trang cái hình nãy, không biết có up chưa nữa. Cái khoảng thời gian up hình lên nó cũng khá là lâu, giống như việc các bạn up t-shirt hoặc là up quần áo lên bán á, tùy theo cái file. Đó, chưa, nó chưa hiển thị. Thì ok, thì cái phần giới thiệu hướng dẫn của mình chắc đến đây là kết thúc rồi. Thì các bạn chịu khó đợi trong khoảng thời gian thì nó sẽ hiển thị thôi. Nhớ là click vào xong, khi mà sale xong rồi ấy, là tích vào ngôi sao này nha, tích vào ngôi sao này nó mới có thể bên cái bên phần game yêu thích.
Ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, và chúc các bạn thành công nha. Bye bye mọi người. Bye.